Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta những tuần vừa qua, khi bàn về chủ đề làm cách nào thay đổi tốt đẹp hơn hiện trạng của người dân trong nước hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đề nghị một phương cách đấu tranh trong nước vừa hiệu quả vừa tương đối an toàn trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc hội luận này. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tuần trước anh đã cho biết chính những người đấu tranh trong nước đã gửi đến quốc tế những báo cáo về vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Liên Hiệp Quốc cũng như nhiều quốc gia tự do dân chủ trên thế giới đã, đang và sẽ đưa ra những biện pháp chế tài khiến Cộng sản Việt Nam buộc phải chọn lựa. Nếu không muốn bị chế tài thì họ buộc phải ngưng việc đàn áp và tôn trọng quyền tự do của người dân hơn. Nhưng những báo cáo ấy luôn luôn bị Cộng sản Việt Nam phủ nhận thì Liên Hiệp Quốc sẽ làm gì thưa anh? Thưa quý vị thính giả, thưa anh Thái Hòa, khi người dân báo cáo trực tiếp với các giới chức quốc tế thì Liên Hiệp Quốc có thể lên tiếng, có những giác thư nêu ra sau khi họ phối kiểm thì họ không có mù quáng mà nghe lời chúng tôi hoặc là nghe lời những báo cáo trong nước. Sau họ phối kiểm rồi thì họ ra một quyết định. Cái quyết định ấy nó có trọng lượng vô cùng, bởi vì không thể cáo buộc Liên Hiệp Quốc là phản động, là muốn lật đổ chính quyền, là thiên lệch. Và dựa vào những quyết định ấy của Liên Hiệp Quốc, chúng ta có thể đi vận động các quốc gia và có biện pháp chế tài để các quốc gia áp dụng biện pháp chế tài và rất là cụ thể cho nhà nước Việt Nam. Thưa anh có thể cho quý thính giả một vài ví dụ cụ thể về những biện pháp chế tài của quốc tế vì những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thưa anh? Thưa anh Thái Hòa, vừa rồi là Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp hạng 3 về buôn người có hạng tệ hại nhất và hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ bị cấm vận và chế tài cá nhân thủ phạm đó, và chế tài chính quyền liên đới đó, bị. Mà rồi mới tức thì thôi, thì Việt Nam lại bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp vào danh sách phải theo dõi đặc biệt vì đàn áp các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Việt Nam. Thì nó rõ ràng là có hiệu quả và cái hiệu quả này do chính người dân ở trong nước đã đóng góp nhiều nhất, đáng kể nhất qua những báo cáo của họ và họ đã chứng tỏ được cái bản lĩnh không sợ nữa để mà báo cáo. Và thứ hai, người dân ở trong nước chứng tỏ được cái năng lực là làm các bản báo cáo đúng theo những cái tiêu chuẩn, những cái đòi hỏi, những cái thủ tục của quốc tế. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin anh cho quý thính giả của đài biết những thành quả mà tổ chức BPSOS của anh đã đạt được để quốc tế quan tâm đến những vi phạm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hầu buộc họ phải tôn trọng quyền của người dân, thưa anh. Thưa anh Thái Hòa, ngay từ rất sớm, từ năm 1997, chúng tôi đã tập trung vào cái lĩnh vực quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi đã tiếp tay với một số vị dân biểu, một số tổ chức nhân quyền lớn ở tại Hoa Kỳ để vận động Quốc hội thông qua cái luật tự do tôn giáo quốc tế. Và thông qua cái luật đó thì bắt đầu có những chính sách nào là lập ra cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế để theo dõi, rồi lập đến cái văn phòng về tự do tôn giáo quốc tế nằm ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chuyên theo dõi và báo cáo với Quốc hội và đề nghị những biện pháp chế tài là cấm visa cho thủ phạm. Sau này nó được nới rộng ra là cấm visa luôn cho cả thân nhân này cái vân vân của các thủ phạm. Và rồi đề nghị Quốc hội ấn định quy chế CPC, các quốc gia phải quan tâm đặc biệt. Quốc gia nào bị đưa vào danh sách đó là phải đối mặt với sự cấm vận và những biện pháp chế tài cá nhân những thủ phạm. Và Việt Nam đã 2 năm bị đưa vào đó, nhưng mà rất tiếc bị rút ra rất sớm. Tại sao Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC 2 năm rồi mà lại được rút ra thưa anh? Bởi vì lúc đó cộng đồng ở trong nước chưa có bản lĩnh, chưa có năng lực nhiều. Thành ra bó tay, không làm được gì. Nên nhà nước Việt Nam hứa hẹn với Hoa Kỳ, hứa một vàng làm một mẻo, Hoa Kỳ không giám sát được. Nhưng giờ tình hình đã khác rồi, Việt Nam đã bị đưa lại vào cái danh sách theo dõi đặc biệt, tức là mấp mé CPC, mấp mé bị quan tâm đặc biệt. Quan tâm đặc biệt có nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác định rằng Việt Nam đàn áp quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà Hoa Kỳ còn như chưa xác định được đầy đủ thì tạm thời để Việt Nam trong danh sách phải theo dõi đặc biệt. Một khi xác định được thì lập tức Hoa Kỳ đưa Việt Nam chuyển sang thành CPC. Thành ra chúng ta đang có những cái cơ hội, có những thắng lợi mới đây và những thắng lợi đã mở ra nhiều cái cơ hội. Thì BPS làm được gì? BPS chúng tôi đã vận động và khai thác luật của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tự do tôn giáo và tương tự trong lĩnh vực phòng chống buôn người. Và bây giờ hai cái lĩnh vực chúng tôi lại gom lại thành một. Bởi những cộng đồng tôn giáo bị bắt hạ là chúng tôi huấn luyện đó, thì cũng là những cái nơi mà thường xảy ra cái tình trạng là buôn người và rất nhiều nạn nhân. Bởi vì những kẻ trục lợi đó,
họ biết rằng đây là những cộng đồng đang bị bắt hại, đây là những cộng đồng đang bị thất thế, người dân không hiểu biết nhiều, và nếu như có lên tiếng thì sẽ bị trấn áp. Thành ra họ mới đến những chỗ đó để họ tuyển người đi theo chương trình xuất khẩu lao động. Và rồi những người này, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân bị bóc lột trong cái chương trình của nhà nước Việt Nam. Do đó, chúng tôi lại huấn luyện những cộng đồng này tiếp tay giúp phòng chống buôn người. Và như vậy, một cộng đồng bây giờ lại được nương cả hai cái lĩnh vực đang được quốc tế, đặc biệt Hoa Kỳ quan tâm, đó là tự do tôn giáo và phòng chống buôn người. Thưa anh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, xin anh vui lòng nói rõ và cụ thể hơn về những chương trình huấn luyện của BPSOS cho những cộng đồng đấu tranh ở trong nước, thưa anh. Thưa anh, chúng tôi có hàng loạt những chương trình đào tạo ngắn hạn là 3-4 tuần để người trong nước biết cách báo cáo, học về những điều luật Việt Nam, những cam kết trong công ước quốc tế v.v. Và có chương trình kéo dài suốt 1 năm cho những nhóm lõi để làm sao quy tụ được người và thực hiện được những chương trình hoạt động chung và vận hành mang tính tổ chức, đâu ra đó có quy củ kia v.v. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi chuẩn bị cho người dân để bước chân vào một cuộc chơi mới, một sân chơi mới ngoài Việt Nam. Điều đó rất là quan trọng. Sân chơi trong nước thì nhà nước Việt Nam hoàn toàn là thống lĩnh, họ hoàn toàn kiểm soát. Họ vừa là người đẻ ra luật, họ vừa là trọng tài, họ vừa là quan tòa, người dân chưa làm được gì. Thì chúng tôi mới kéo sân chơi ra ngoài Việt Nam, tức là sân chơi quốc tế. Đó là sân chơi trong lĩnh vực tự do tôn giáo, sân chơi trong lĩnh vực phòng chống buôn người, dựa vào những cam kết của Việt Nam, dựa vào luật pháp của các quốc gia như là Hoa Kỳ, Canada, v.v. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng cuộc hội thoại tại đây và sẽ tiếp tục đề tài quan trọng và rất hữu ích này trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.